我因为我第一次打世界赛也是很久之前了嘛，然后其实我之前的就是战绩不是特别好啊。For every like League of Legends player, like going to Worlds is like a dream. So this means a lot to me that for the first year I went to Worlds already. When it comes time to show up, BDS show up. 打完 MSI 之后，其实我们就是有针对我们在 MSI 输掉的原因去就是加强嘛。就是这方面的失误也是有明显的在减少。那 Before League, I was not really confident in myself, but now I know what can I do in game. Junja is looking really good right now, but I think I will crush him. 就是你可能还不知道我这个人是谁，但是我会让你在跟我们交手的时候记住我的。The game is probably the most important game of my life. I just have to give everything I got.Đội hữu của mình sẽ là đại diện khu vực VCS. Ai thắng thì cũng đều xứng đáng, tại vì team Will đã làm rất tốt. Bản thân team mình cũng như vậy. Trước với BDS thì tụi em nhận ra được sức mạnh của tụi mình. Khi mà em giải quyết được cái mâu thuẫn đó, điều đó sẽ khiến cho em càng gắn kết với nhau hơn. Điều đó khiến cho em có một cái không phải là một cái team nữa, nó là một cái gia đình luôn. VCS luôn là một khu vực rất là náo loạn, cách đánh nó rất là máu lửa.Tụi mình sẽ tiếp tục truyền thống đó và đưa VCS lên tầm cao mới. Mình chỉ nói là mọi người hãy tin mình đi. Trận đấu này bọn mình sẽ làm được.